Hôm nay chúng ta sẽ học cách viết nhóm chữ L, B, H và K. Thì chúng ta quan sát thấy cả bốn chữ này đều có điểm chung giống nhau là đều có độ cao là 5 ô ly. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả bốn chữ này đều có độ cao là 5 ô ly. Và chúng đều có điểm đặt bút giống nhau. Đều là nằm ở trên đường kẻ số 2, đường kẻ ngang số 2. Điểm đặt bút màu đỏ đây này. Đều có chung điểm đặt bút là đường kẻ ngang số 2 và nằm ở giữa đường kẻ dọc số 1 và đường kẻ dọc số 2. Không nằm ở cái điểm giao nhau nhé. Nếu chúng ta đặt ở điểm giao nhau ở đây là cái chữ nó giãn ra rất là xấu. Nên lưu ý là cái điểm dừng bút á, là chúng ta nằm ở giữa đường kẻ dọc 1 và đường kẻ dọc 2. Đây nằm giữa này, nằm giữa này, nằm giữa này. Và chúng ta nhìn thấy là cả bốn con chữ này đều có chung với nhau là cái nét khuyết trên. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng đi vào chữ đầu tiên là chữ L. Thì nhắc lại chữ L cao 5 ô ly. Nó là một nét thôi, nhưng một nét này chính là nét kết hợp của nét khuyết trên và nét móc ngược. Đó, nó một nét nhưng mà là sự kết hợp của nét khuyết trên này và nét móc ngược. Thì xin nhắc lại là điểm đặt bút là nằm trên đường kẻ ngang số 2, ở giữa đường kẻ dọc 1 và đường kẻ ngang 2. Và lưu ý điều gì? Khi chúng ta viết á, thì chúng ta lưu ý những cái điểm màu đỏ đỏ đó, là khi chúng ta bắt đầu từ điểm đặt bút chúng ta viết nét khuyết trên thì chúng ta cần lưu ý sẽ đi qua hai cái điểm màu đỏ đây. Để làm sao chúng ta viết đi qua điểm giao nhau thứ nhất của đường kẻ ngang thứ ba và đường kẻ dọc số 2. Điểm thứ hai là điểm giao nhau giữa đường kẻ ngang số 5 và đường kẻ dọc số 3. Chúng ta nối ba cái điểm này chúng ta viết lên thì sẽ tạo cái điểm tựa để mình viết nét khuyết trên, nó sẽ đẹp. Và khi chúng ta viết đến đường kẻ ngang số 5 thì chúng ta bám theo đường kẻ dọc số 2, chúng ta viết thẳng xuống để cho cái chữ nó được ngay thẳng, nó đứng, nó không bị đổ. Và đến đây thì khi mà bắt đầu từ đường kẻ ngang số 2 chúng ta sẽ viết nét móc ngược. Và điểm dừng bút lưu ý là chúng ta đi qua cái đường kẻ ngang số 3 này nhé, chứ không dừng tại đây, mà chúng ta đi qua và chúng ta dừng bút tại đường kẻ ngang số 2. Lưu ý là chúng ta cũng dừng lại ở giữa này, ở giữa giữa đường kẻ dọc số 3 và đường kẻ dọc số 4. Nhắc lại là ba cái điểm này là ba cái điểm tựa để chúng ta viết chữ L cho nó đẹp. Rồi chúng ta cùng xem cách viết chữ L nhé. Từ điểm đặt bút này chúng ta viết nét. Từ điểm đặt bút thì chúng ta sẽ viết cái nét khuyết trên. Đấy, lưu ý đi qua ba điểm. Đấy ạ, ba điểm. Bám theo đường kẻ số 2, đi thẳng xuống. Và đến đường kẻ ngang 2 chúng ta lượn, viết nét móc ngược. Dừng bút ở đường kẻ ngang số 2. Chúng ta xem lại này. Đi qua 3 điểm. Đó, chúng ta thấy là khi chúng ta viết thì chúng ta đi qua 3 điểm. Chúng ta nhớ là chúng ta bám theo đường kẻ dọc số 2 để chúng ta viết cái chữ L, thân con chữ L cho nó thẳng. Thì chúng ta sẽ xem chậm lại này. Chậm lại một chút này. Chúng ta đưa lên điểm. Đó. Cái điểm đỏ chúng ta nhìn thấy đến cái điểm giao nhau đó. Chúng ta đi tiếp lên điểm giao nhau, điểm thứ hai đây. Chúng ta lượn cong, bám theo đường kẻ dọc số 2, đi thẳng, thật thẳng nhé. Rồi đến đây chúng ta, tại đường kẻ, đây này, tại đến bắt đầu từ đường kẻ số 2, chúng ta bắt đầu viết nét móc ngược, dừng bút. Đó, rồi chúng ta xem lại này. Đặt bút trên đường kẻ số 2. Viết nét khuyết xuôi. Nét khuyết trên đó. Đầu nét khuyết phải chạm đường kẻ số 6 nhé. Và đến đường kẻ 2 thì chúng ta viết tiếp nét móc ngược. Dừng bút ở đường kẻ số 2. Chúng ta đã biết cách viết chữ L rồi. Đó là bây giờ chúng ta sẽ xem cách viết của chữ B.
thì chúng ta quan sát này, cái chữ bờ nó gần giống với chữ L, đúng không? Nếu chúng ta viết tốt được chữ L rồi thì khi chuyển sang viết chữ bờ chúng ta viết rất là dễ. Chữ bờ cũng độ cao giống hệt chữ L, cũng cao 5 ô ly và cũng chỉ có một nét thôi. Nét này cũng là kết hợp giữa nét khuyết trên và nét móc ngược, nhưng mà phần cuối thì mình kéo dài ra và mình viết một nét xoắn nhỏ. Nó gần giống như cái phần nét xoắn của chữ V chúng ta đã được học rồi đấy. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta khi mà chúng ta viết được chữ L rồi thì chúng ta chỉ cần viết thêm cái nét nhỏ kéo dài phần 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 cuối của chữ L, mình kéo dài lên. Đó, để mình tạo thành cái nét xoắn nhỏ thì chúng ta sẽ ra chữ bờ ngay. Và chúng ta rất là dễ. Vậy chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa cách viết chữ bờ nhé. Từ điển đặt bút cũng từ đường kẻ số 2 này. Chúng ta viết nét khuyết trên và đầu nét khuyết nhớ là chạm vào đường kẻ 6 nha. Và chúng ta bám theo đường kẻ dọc số 2, chúng ta viết cuối của nét này thì chúng ta kéo dài ra này, đến đường kẻ số 3 thì chúng ta lượn sang trái và viết tạo một cái nét xoắn nhỏ. Đấy, cái cách viết là thế, chúng ta xem lại này. Và lưu ý là chúng ta cần lưu ý điều gì? Chúng ta cũng cần lưu ý là đây, chúng ta sẽ làm chậm lại này. Chậm lại này. Chúng ta khi chúng ta đưa lại điểm thứ nhất này, những cái điểm mà chúng ta cần để ý này, điểm thứ hai này, chúng ta cần lưu ý đi qua những cái điểm đó để chúng ta viết cho nó đẹp. Và khi đến đường kẻ số 2, chúng ta viết nét móc ngược này. Nét móc ngược. Đến đây là chữ L rồi đúng không ạ? Thì chúng ta kéo dài ra. Kéo dài lên để chúng ta viết nét xoắn nhỏ. Vậy là chúng ta đã viết xong chữ bờ. Chúng ta xem lại lần nữa nhé. Chúng ta đã biết viết chữ bờ, bây chúng ta sẽ sang chữ hờ. Thì trước khi sang chữ hờ thì xin nhắc lại là chúng ta phải lưu ý ba cái điểm đỏ đây này, điểm giao nhau để khi chúng ta căn chúng ta viết nét viết trên cho nó đẹp. Chữ hờ cũng cao 5 ô ly và chữ hờ thì chúng ta nhìn thấy nó sẽ gồm hai nét. Nét thứ nhất là nét khuyết trên. Đây, giống hệt chữ L với chữ bờ không? Nét khuyết trên. Nét thứ hai chính là nét móc hai đầu. Đấy, chúng ta nhớ lại con chữ N. Đây, giống như nét thứ hai của con chữ N, nét móc hai đầu. Và chúng ta để ý là chúng ta lưu ý điều gì? Chúng ta lưu ý là khi chúng ta viết nét khuyết trên cũng lại ba điểm, giống hệt chữ L, chữ bờ. Chúng ta nhớ ba điểm này để chúng ta căn, chúng ta viết cái nét khuyết trên cho nó đẹp. Từ điểm đặt bút ở đường kẻ số 2 này, chúng ta viết nét khuyết trên và nhớ là đầu nét khuyết trên sẽ chạm đường kẻ số 6 nha. Khi chúng ta đến đường kẻ số 5 thì chúng ta bám theo cái đường kẻ dọc số 2 này, chúng ta viết để cho thân con chữ hờ nó thẳng, nó không bị ngã. Và ở điểm đặt bút, ở điểm dừng bút của nét thứ nhất thì chúng ta sẽ chuyển hướng, chúng ta lia bút lên, chúng ta gần đến đường kẻ số 2 chúng ta viết nét móc hai đầu và dừng bút tại đường kẻ số 2. Lưu ý độ rộng của nét thứ hai này nhé, chúng ta lưu ý là nó rộng hơn một ô nhé. Khi mà đi chúng ta đến đây mà chúng ta ngừng là không đúng, chúng ta đưa rộng ra một chút vào giữa đường kẻ dọc số 3 và đường kẻ dọc số 4, chúng ta kéo thẳng xuống và chúng ta lượn lên dừng bút ở đường kẻ số 2. Để chúng ta cùng xem cách viết chữ hờ. Nét thứ nhất là nét khuyết trên này. Đó, lưu ý là chúng ta kéo thẳng thân con chữ hờ nó mới đẹp. Nét thứ hai là nét móc hai đầu. Từ điểm dừng bút, chúng ta dê bút lên đường kẻ 2 để viết tiếp nét móc hai đầu. Và dừng bút ở đường kẻ số 2. Chúng ta xem lại lần nữa chữ hờ nhé.
Đầu tiên chúng ta viết nét 1 là nét khuyết trên. Lưu ý 3 điểm, nhắc lại là 3 điểm thì chúng ta căn chúng ta viết cho đẹp. Và tại điểm dừng bút của nét 1 thì chúng ta dê bút lên gần đường kẻ số 2, chúng ta viết tiếp nét móc 2 đầu. Và dừng bút ở đường kẻ số 2. Chúng ta xem lại lần nữa cách viết chữ hờ. Vậy là chúng ta đã biết cách viết chữ hờ. Chúng ta sẽ qua chữ cuối cùng là chữ K. Chữ K cũng có độ cao là 5 ô ly. Và chúng ta nhìn thấy chữ K gần giống chữ hờ là cũng có 2 nét. Nét thứ nhất cũng là nét khuyết trên. Nét thứ hai là nét móc 2 đầu. Tuy nhiên, nó có một cái vòng xoắn nhỏ ở giữa như thế này. À, nhắc lại nét thứ hai nó gần giống chữ hờ này, nó cũng là nét móc 2 đầu. Nhưng mà ở giữa thì nó có cái nét xoắn nhỏ. Thì bây giờ ở chữ K chúng ta cũng cần lưu ý điều gì? Đó là để chúng ta viết đẹp được cái nét khuyết trên thì chúng ta cũng để ý ba cái điểm. Đây giống hệt chữ L, chữ B và chữ H. Thì chúng ta nối ba cái điểm này, chúng ta viết căn lên viết thì nó sẽ rất là đẹp. Để tạo được cái nét khuyết rất là đẹp. Và lưu ý khi tại điểm dừng bút của nét thứ nhất, chúng ta cũng dê bút lên đường kẻ số 2. Và tại đây chúng ta bắt đầu, chúng ta viết nét móc 2 đầu. Đây chúng ta viết nét móc 2 đầu. Nhưng đến gần đường kẻ số 2 thì chúng ta lượn vòng xuống qua dưới đường kẻ số 2 một chút xíu thôi, nhỏ thôi, rồi chúng ta lượn vòng lên hướng sang phải, là tạo thành cái nét xoắn nhỏ ở giữa và kéo xuống viết tiếp phần cuối cùng của nét móc ngược, dừng bút ở đường kẻ số 2. Và chúng ta cùng xem cách viết chữ K nhé. Nét thứ nhất này là nét khuyết trên. Và chúng ta cũng bám theo đường kẻ dọc số 2 để viết cho nó thẳng. Từ điểm dừng bút của nét 1 chúng ta dê bút lên đường kẻ 2, viết nét móc 2 đầu và có vòng xoắn nhỏ ở giữa. Chúng ta sẽ dừng bút ở đường kẻ số 2. À, chúng ta sẽ xem lại thật chậm này. Đi lên này. 3 điểm, đúng 3 điểm chưa? Chúng ta viết nét khuyết trên. Rồi. Đến đây là xong nét thứ nhất. Nét thứ hai này, chúng ta dê bút lên đến đường kẻ số 2, bắt đầu chúng ta viết nét móc 2 đầu. Bắt đầu viết nét móc 2 đầu, chạm đường kẻ số 3 này, bắt đầu chạm đường kẻ ngang số 3 thì chúng ta vòng cong này. Vòng cong đến dưới đường kẻ số 2 một chút. Đó. Rồi chúng ta lượn, chúng ta viết một vòng xoắn nhỏ. Rồi chúng ta viết tiếp nét móc ngược, dừng bút ở đường kẻ ngang số 2. Đó. Và cái nét xoắn này chúng ta viết nhỏ thôi để cho nó đẹp, không cần viết to. Chúng ta xem lại lần nữa cách viết con chữ K. Nét thứ nhất này, nét khuyết trên. Nét thứ hai, nét móc 2 đầu này, nhưng mà có cái vòng xoắn nhỏ ở giữa này. Đó là cách viết con chữ K. Vì chữ này khó nên chúng ta nhìn lại một lần nữa cách viết con chữ K. Như vậy là chúng ta đã biết viết chữ K. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại một lần nữa nhóm chữ L, B, H và K. Thì nhắc lại để chúng ta cùng nhớ là cả bốn chữ này đều có độ cao như nhau là 5 ô ly. Và khi viết thì chúng ta lưu ý điều gì? Chúng ta lưu ý các điểm đặt bút giống nhau. Lưu ý điểm đặt bút. Chúng ta lưu ý điều gì nữa là nếu chúng ta viết tốt chữ L thì có nghĩa là chúng ta sẽ viết tốt được chữ bờ, bởi vì nó chỉ thêm một chút xíu kéo dài cái chữ L ra, một nét xoắn nhỏ thôi là tạo thành chữ bờ ngay. Và với chữ H, chữ K
thì chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta viết ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó có hai nét, thì nét hai nét đầu giống nhau đều là nét khuyết cả, nét khuyết trên, và cái nét thứ hai là nét móc hai đầu. Chỉ riêng chữ K thì nét móc hai đầu này có nét xoắn nhỏ ở giữa, chúng ta viết nhỏ thôi để cho nó xinh xinh, cho nó đẹp. Và nếu mà chúng ta nắm được đặc điểm của bốn con chữ này thì các bạn viết chữ sẽ rất là đẹp. Chúc các con tập viết thành công.